Kem dưỡng ẩm Emgeolit được các chị em tôn vinh như là thần dược để giữ gìn nhan sắc tuổi thanh xuân. Đây là loại kem dưỡng ẩm chất lượng tốt, phù hợp với mọi đối tượng, mọi làn da. Tuy nhiên, nhiều chị em khi mua sản phẩm về dùng nhưng lại chưa biết cách sử dụng kem sao cho đúng cách để có thể phát huy được hết công dụng tuyệt vời. Thì hãy cùng theo dõi Shop Giúp Bạn Trẻ Đẹp để có những chia sẻ hữu ích và biết được cách sử dụng kem dưỡng ẩm Emgeolit này sao cho đạt được hiệu quả tốt nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt. Để siêu dưỡng ẩm hỗ trợ phục hồi da, Emgeolit có thể phát huy được tối đa công dụng nổi bật của em này, thì bạn cần phải hiểu được cách sử dụng sao cho đúng nhé. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về hai cách dùng sản phẩm kem Emgeolit vô cùng hiệu quả mà bạn có thể tham khảo nhé, và đặc biệt là sản phẩm phù hợp với mọi loại da, nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng nhé. Cách 1. Sử dụng như kem dưỡng ẩm hàng ngày. Trước khi sử dụng kem Emgeolit, để chúng mang lại hiệu quả tốt nhất, bạn nên làm sạch da với sữa rửa mặt. Sau đó dùng khăn bông mỏng lau khô da hoặc để khô tự nhiên. Tiếp theo, bạn hãy thực hiện các bước chăm sóc da với quy trình cơ bản như là dùng nước hoa, toner, serum đặc trị nếu có nhé. Sau khi đã hoàn thành các bước trên, thì bạn lấy một lượng nhỏ kem Emgeolit vừa đủ ra lòng bàn tay. Dùng ngón tay chấm đều kem lên hai má, mũi cằm và trán. Massage theo chiều từ dưới lên trên để kem dưỡng thẩm thấu sâu vào da hiệu quả hơn nhé. Cách 2. Sử dụng kem Emgeolit như kem lót nền trang điểm. Nếu bạn muốn make up nền dày và dùng foundation thì bạn nên dưỡng ẩm, sau đó khoảng 5 đến 7 phút cho mặt khô hẳn rồi thoa thêm một lớp kem nền nhé. Còn nếu bạn muốn trang điểm như không trang điểm thì bạn có thể thử dùng cách sau đây nhé. Trước tiên bạn hãy lấy một ít kem Emgeolit trộn đều với một ít BB cream, sau đó thoa đều lên khuôn mặt. Với cách dùng này sẽ giúp cho da của bạn trở nên đều màu hơn, lớp nền cực kỳ mỏng mịn và tạo hiệu ứng căng bóng cho làn da nữa nhé. Với cách dùng thứ hai này được xem là cách làm cực kỳ hiệu quả đối với những người luôn bận rộn mà muốn có một khuôn mặt rạng ngời, căng bóng. Để phát huy hiệu quả tốt nhất thì bạn nên sử dụng kem dưỡng 2 lần một ngày, và thời gian thích hợp nhất để sử dụng là buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. Nhưng để thành phần dưỡng da được thẩm thấu vào da tốt nhất thì bạn nên dùng kem tẩy tế bào chết da mặt thường xuyên nhé. Các nàng cũng nên lưu ý là đậy nắp kem dưỡng sau khi đã sử dụng và để nơi khô ráo thoáng mát tránh ánh sáng mặt trời. Nếu để trực tiếp với ánh nắng sẽ làm giảm đi chất lượng cũng như tác dụng của kem đấy. Kem dưỡng ẩm Emgeolit hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên Shop Giúp Bạn Trẻ Đẹp của mình cũng có bán kem dưỡng ẩm Emgeolit hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.